Đây là nhà lầu ông Phủ á cả nhà, trong bộ phim Người Đẹp Tây Đô. Cả nhà thấy cái nhà cổ 100 năm tuổi đẹp đó ghê. Nước lũ về đây đầu là nước lớn, khi chiều lên là đầu nó sẽ biệt thự của nhà cổ nhà lầu ông Phủ nha cả nhà. Ở đây là mực nước của sông Đồng Nai nè, ở trên đập Toàn thủy điện xã Suối Gì đó cả nhà. Nhà có thấy xã bốn cửa mà bây giờ thấy khủng khiếp không cả nhà, xà lan quẹo những cái cua này rất gắt luôn, lượng nước nha cả nhà, thấy nó chảy không xiết không. Ở đập Tràng thì An xã gì á cả nhà, đây là dòng sông này nó sẽ chạy chút xíu nữa sẽ về tới cầu Quá An, về thành phố Biên Hòa luôn. Các xà lan ở đây lên đây lấy đá này, sẽ tập kết ở nhà cầu Quá An. Lên bên đó là huyện Vĩnh Cửu rồi đó cả nhà. Xà lan thả không thả to theo dòng nước hết. Lượng nước chảy xiết tới tấp luôn, bốn cửa mà chắc nay mai đóng lại cửa, nước sắp tới nước gông mà. Lát mình sẽ về cầu Quá An mình quay cảnh xà lan tập kết ở đó cho cả nhà xem. Những ghe này gì nó ghe nãy tàu nãy là của Vĩnh Long. Ở đây là bờ kè của sông Nam.
thấy lượng nước của đập tràn xả gì thấy khủng khiếp không cái nhà. Nhờ ở dưới đây là bây giờ là nước kém nha. Nước mà gông cái là ngập múc hết. Nước chảy rất xiết. Đây là nhà lầu ông Phủ á cả nhà, Tâm bộ phim Người Đẹp Tây Đô. Cả nhà thấy cái nhà cổ ông Tâm 5 tuổi đẹp đó, ghê. Tâm 5 tuổi cất 1922 1924 hoàn thành nha cả nhà. Năm 1952 thì chứa 100 người dân chạy lũ đến đây, nơi đây nè. Nhà lầu ông Phủ nó dính bờ vành đai của sông Đồng Nai. Quá trời đẹp hơn ngôi nhà luôn. Trong bộ phim Người Đẹp Tây Đô á, cái nhà đóng ở nơi đây nè. Người Đẹp Tây Đô là bộ phim nó đóng ở nơi đây, chính sông Đồng Nai. Bộ phim Người Đẹp Tây Đô là nơi đây đã từng đóng bộ phim này, ngôi nhà này. Quá trời đẹp ngôi nhà không cả nhà. Tâm 5 tuổi rồi, ngôi nhà này Tâm 5 rồi, nhà cổ. Thôi mình dài dài về sông Đồng Nai. Nhà hay ghe tàu ở nơi đó, ta lên đó ta lấy đá cả nhà. Từ xa xà lan chở cát đá chỉ cần khỏi cần chạy, chỉ cần bẻ lái thôi, cái lượng nước nó đẩy của đập tràn thì An xả 4 cửa mà. Toàn xả 4 cửa nên cái lượng nước đẩy về sông Đồng Nai rất lớn, mà nhờ ở đây mùa này là lúc này là đang mùa nước kém, nước thủy triều mà dâng cao nữa thì sẽ ngập úng hết. Đập tràn phải xả 1-2 cửa, hiện giờ là thủy triều đang xuống nên đập tràn xả 4 cửa rồi. Cả nhà nhìn thấy không? Lượng nước nó chảy khủng khiếp rồi. Tại lên màn ảnh cái nhà không phải nhìn thấy rõ được. Đây là vành đai sông Đồng Nai nè cả nhà, sẽ làm dài đi xuống múc chỉ qua Cù Lao Phố với mình luôn, làm đó bên đó là của Vĩnh Cửu. Này bọc dài gì với chợ Biên Hòa, vành đai cặp sông Nai là mấy bên đây hết luôn. Nhà nhìn thấy không? Nhà lầu ông Phủ. Trong bộ phim Người Đẹp Tây Đô. Ở đây có cây me hết hồng lớn luôn. Từ xa ha, ngôi nhà cổ Tâm 5 tuổi rồi. Trong bộ phim Người Đẹp Tây Đô. Một lát mình sẽ dài dài cặp sông Đồng Nai về mình quay cái lượng nước lũ cho cái nhà con xem. Của sông đập tràn thì An xả ra nước chảy rất xiết. Mình đang đứng đây là cầu Hóa An nha cả nhà. Cái nhà thấy không, đó ghe tàu ngang chỗ ánh sáng mặt trời đó, đó là ghe tàu lấy đá cả nhà, sẽ cập kết gì đó cả nhà rồi chở về miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh ở dưới miền Tây hết.
đậu hết rồi. Để mình zoom lại cho cả nhà coi nha. Xa ra màn ảnh hơi rung, cả nhà thông cảm nha. Nè. Ghe tàu sẽ đậu hết, đậu hết ở nơi đó hết luôn. Đậu hoàn toàn hết luôn. Xong đồng nai giờ nước bình lớn rồi nè. Cũng bình lớn à. Đây là cầu Quá An nha. Ghe tàu sẽ tập kết nơi đó hết hoàn toàn luôn á cả nhà. Chiều hoàng hôn rất đẹp. Lồi bãi bồi lên luôn. Chỉ có thủy điện Tị An xả thì nước sông nó mạnh thôi. Còn ngoài ra thủy điện Tị An không xả thì sông Đồng Nai vẫn cạn bình thường. Để mình đi chuyển dài về khu vực dưới mình cập nhật chia sẻ cho cả nhà xem nha. Ở ghe tàu cát đá hồi nãy mình chia sẻ cho cả nhà ở nhà lầu Ông Phủ á. Nó sẽ về đây nè, tập kết nơi đây nè, sáng rồi họ sẽ đi. Tối rồi. Họ tập kết ngoài kia rất đông nha, rất đông ghe tàu mà. Mấy chục chiếc luôn. Xà lan không? Tàu đẩy không? Tàu đẩy cát đá. Hầu như là đá nhiều. Ghe Đồng Nai lấy đá xanh mà. Chở về các tỉnh miền Tây hết. Sài Gòn rồi. Đây cầu Quá An nè cả nhà. Dà lên cầu Quá An. Buổi chiều cả nhà nhìn thấy cầu Quá An rất đẹp không? Mực nước lũ vẫn chảy nha cả nhà. Chảy mà chậm. Đó về đó là cầu gạch nữa cả nhà, cầu đường gầy xe lửa. Các ghe tàu đá giờ neo đậu ở khu vực này để nghỉ hết. Tại vì khu vực này có đá ở dưới dòng sông nên không dám chạy đâu, mình đi không dám chạy đâu. Nước cạn không dám chạy. Chờ nước lớn mới dám chạy. Xuống dưới đó là cầu gành ở dưới cả nhà, cầu xe lửa. Đầu nước lũ về đây đầu là nước lớn, khi chiều lên là đầu nó sẽ giảm bớt lại. Mình sẽ dài xuống dưới cầu gành. Cầu đường gầy xe lửa mình quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. Ở dưới chùa Âm. Ở đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Buổi chiều. Giờ mình đang đứng ở đây là dòm đó, đây nè cả nhà, nhìn thấy cầu Hiệp Hòa nè cả nhà. Cầu đường gầy xe lửa. Cái nhà thấy vô khúc này nhỏ, nước chảy thấy khủng khiếp không? Để mình zoom cho cả nhà coi nè. Lượng nước chảy ghê gớm lắm. Bởi những xà lan cát đá bây giờ neo đậu hết đâu dám. Ra ngoài sông nè cả nhà coi cái dưỡng nước sông nó chảy nè. Giờ chiều tối rồi nên lên màn hình thấy không rõ dữ.
giờ người ta vẫn còn bỏ đá vô lòng á cả nhà, làm bờ kè mà. Bờ kè sông Đồng Nai. Đây là cầu gành. Cầu mới nha cả nhà, cầu cũ bị xà lan đụng sập. Đây là cầu mới. Này sẽ tâu về ngoài Bến Gỗ ngoài luôn đó ta. Cái nhà ra sông đồng, cầu Đồng Nai. Ra ngã ba Vũng Tàu về ra sông Sài Gòn. Đường nước đập tràn Thi An xả lũ, cái nhà thấy nước chảy. Công nhận là giữ hiệp bốn đờ cửa nha. Ở đây là thủy triều đang xuống đó nha. Chứ thủy triều mà lên một cái là khu này ngập hết. Mấy cái nhà bên đó là nhà sàn mấy bển là ngập hết luôn. Chắc vài bữa nữa thủy triều lên rồi nên chắc ở trên đập tràn cũng đóng cửa lại rồi. Nếu không là mình sẽ đi quay lũ cho cái nhà coi. Có lũ mình quay cho cái nhà coi. Nhà coi nước lũ chảy vậy á. Thôi mình chia sẻ một chút ở sông Đồng Nai của đập tràn Thị An xả lũ cho cả nhà cùng xem, cũng như ngôi biệt thự nhà cổ 100 năm tuổi của bộ phim nha cả nhà. Người đẹp Tây Đô. Thôi chào cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau. Cả nhà nhớ coi clip hay thì chớ cho mình xin một like và một nút đăng ký nha, để có nhiều động lực làm thêm nha. Thôi chào cả nhà.